Xin hân hoan chào mừng tất cả quý vị và bạn đang cùng đến với chương trình Giá Vần Đoán Ý. Chúc mừng năm mới. Đông đi, xuân đến bên hềm. Sắc hoa tươi thắm, êm đềm làm chúc cho sức khỏe dồi dào, vạn sự như ý, ào ào tiếng lên đó. Ba chữ. Gói bánh chưng. Sai. Gói bánh tét. Chúc mừng. Chính xác. Lượt cuối cùng thôi, một lần duy nhất được trả lời. Dạ chốt. Nghe cái tên rất hay đúng không ạ? Dạ. Nghe cái câu này rất là hay và hoa mỹ. Thì xin được thông báo, đây là một đáp án. Chương trình Giao Vần Đoán Ý được phát sóng định kỳ vào lúc 19h15 ngày thứ hai hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1.